Bom tấn kinh dị Sweet Home, Thế Giới Ma Quái có thể đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên ai cũng phải trầm trồ vì dàn cast sang xịn mịn của phim. Đặc biệt nổi bật hơn cả là Song Kang, nam diễn viên khiến nhiều cư dân mạng phát cuồng vì visual khủng cả trong phim lẫn ngoài đời. Song Kang trước khi gây sốt với vai nam chính Cha Hyun Soo trong bộ phim kinh dị hành động Sweet Home, nam diễn viên này đã có những tháng ngày hoạt động diễn xuất vô cùng chăm chỉ. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn chưa thể thật sự tỏa sáng. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối cho một diễn viên tài năng như Song Kang. May mắn là sau khoảng thời gian chìm nổi, Song Kang đang thật sự nhận được rất nhiều sự chú ý. Tên tuổi của anh liên tục được nhắc đến trên các diễn đàn, không chỉ bởi khả năng diễn xuất chất lượng mà còn vì visual hoàn hảo đã bị mọi người bỏ rơi quá lâu. Song Kang là ai? Sinh năm 1994, nhưng đến năm 2017, Song Kang mới chính thức ra mắt khán giả với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Người tình dối trá, The Lion and His Lover. Thời điểm này, nam diễn viên vừa bước sang tuổi 23, độ tuổi được xem là khá trễ để bắt đầu sự nghiệp của một diễn viên. Ý thức được điều này, Song Kang đã luôn nỗ lực chăm chỉ hoạt động trong suốt những năm qua, nhưng có lẽ may mắn vẫn chưa thật sự mỉm cười với anh. Cho đến mới đây, khi bộ phim Sweet Home chính thức lên sóng, người xem mới có dịp nhìn nhận lại khả năng diễn xuất của Song Kang và bắt đầu tìm hiểu về anh chàng. Những bộ phim của Song Kang: Người tình dối trá The Lion His Lover là bộ phim truyền hình Hàn Quốc do Lee Hyun Woo và Joy Red Velvet thủ vai đảm nhận vai nam nữ chính. Trong phim, Lee Hyun Woo vào vai Kang Han Kyun, một nhà soạn nhạc thiên tài nhưng luôn giấu danh tính của mình với những người khác. Cho đến khi anh gặp được Yoon So-rim, Joy thủ vai, một nữ sinh trung học sở hữu giọng hát tuyệt vời, cả hai nảy sinh tình cảm và cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Trong phim, Song Kang vào vai Baek Jin-woo, người bạn thời niên thiếu của So-rim. Dù chỉ đảm nhận vai phụ với thời lượng lên hình khá ít, thế nhưng Song Kang vẫn gây được ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài thư sinh, trong sáng rất phù hợp với hình tượng Mỹ Nam học đường. Bên cạnh đó, hình ảnh anh bạn thân hiền lành luôn đi theo phía sau bảo vệ cô gái mà mình thích của Song Kang cũng khiến nhiều người không khỏi xốn sang. Dù chưa thực sự tạo được tiếng vang lớn, nhưng vai diễn đầu tiên này cũng được xem là bước đệm khá tốt của Song Kang trên con đường diễn xuất. Macaron xinh đẹp, Beautiful Vampire là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Song Kang. Trong phim, anh vào vai nam chính Lee So-nyeon, một chàng trai tốt bụng phải lòng cô nàng Macaron xinh đẹp hơn 500 năm tuổi Ran, Jung Yeon-ju thủ vai. Cũng trong năm 2018, Song Kang tiếp tục tham gia diễn xuất trong bộ phim Quý ông góc bếp, Man Who Sets the Table. Không chỉ tham gia diễn xuất trong phim, Song Kang còn góp mặt trong hai MV Sweet Summer Night của bộ đội Acoustic, The Ad và Love Story của Suran. Ngoài ra, nam diễn viên sinh năm 1994 cũng đến gần hơn với một bộ phận lớn fan K-pop khi đảm nhiệm vai trò MC cho chương trình âm nhạc SBS Inkigayo từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2018. Dù thời gian thử sức với vai trò này khá ngắn ngủi, nhưng Song Kang cùng với Mingyu, Seventeen và Jaehyun, Dia đã để lại rất nhiều ấn tượng với người xem nhờ khả năng tung hứng nhịp nhàng. Chuông báo tình yêu Love Alarm là bộ phim đánh dấu vai nam chính đầu tiên của Song Kang trên màn ảnh nhỏ. Đồng thời, đây cũng chính là bộ phim góp phần tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1994. Được biết, phần 2 của phim hiện đang tiến hành giai đoạn hậu kỳ, dự kiến lên sóng vào khoảng nửa đầu năm 2021. Ngoài ra thì trong năm 2019, Song Kang còn tham gia hai bộ phim khác là Khi ác quỷ gọi tên, When the Devil Calls Your Name và Chạm vào tim em, Touch Your Heart. Bước đột phá trong sự nghiệp của Song Kang. Sau những tháng ngày miệt mài hoạt động nghệ thuật, cuối cùng thời của Song Kang cũng đã đến. Trong năm 2020, nam diễn viên tham gia diễn xuất trong bộ phim kinh dị hành động Sweet Home do Netflix sản xuất. Trong phim, Song Kang vào vai Cha Hyun Soo, một học sinh trung học bế tắc với cuộc sống, chờ đến đúng ngày để tự sát. Thế nhưng, cậu phát hiện ra mọi người xung quanh mình đang dần biến thành quái vật. Bản thân Hyun Soo cũng có những dấu hiệu của việc biến đổi, nhưng cậu đã không trở thành quái vật, ngược lại còn có sức mạnh vô cùng vượt trội. Từ một chàng trai sống tách biệt với xã hội, Hyun Soo trở thành niềm hy vọng trong việc chiến đấu với quái vật, bảo vệ mọi người xung quanh. So với những bộ phim mang màu sắc thanh xuân nhẹ nhàng trước đây, vai diễn lần này đòi hỏi ở Song Kang khả năng diễn xuất chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Không chỉ thể hiện những màn chiến đấu đòi hỏi sức mạnh và kỹ thuật, nam diễn viên còn phải thể hiện thật tốt những đấu tranh trong nội tâm của chàng trai trẻ Cha Hyun Soo. Tất nhiên, Song Kang đã không làm người hâm mộ thất vọng khi hoàn thành rất tốt vai diễn.
Dù là khi bế tắc hay cầm vũ khí đi chiến đấu, Song Kang đều lột tả rất tốt tâm lý nhân vật, mang đến cho người xem cảm giác vô cùng chân thật. Đặc biệt, visual vốn đã đẹp của Song Kang nay lại được khai quật, thậm chí những cảnh quay máu me bê bết cũng không thể nào che đi hết vẻ điển trai của nam diễn viên. Phim mới chưa lên sóng của Song Kang không chỉ liên tục được nhắc đến trên các diễn đàn với những lời khen hoa mỹ, Song Kang cũng liên tiếp nhận về nhiều dự án mới vô cùng chất lượng. Nối tiếp những diễn biến còn dang dở ở phần 1, Chuông báo tình yêu 2 đang là dự án phim điện ảnh được khán giả mong đợi nhiều nhất trong thời gian sắp tới. Theo như giới thiệu, ở phần 2 của phim, ứng dụng Love Alarm sẽ được nâng cấp thêm chức năng dự báo bạn sẽ phải làm đối tượng nào trong tương lai. Chi tiết này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và thú vị hơn trong các mối quan hệ của các diễn viên so với phần 1. Ban đầu, phim được dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 8 năm 2019, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch quay của bộ phim đã bị ảnh hưởng. Cuối cùng, ekip đã quyết định sẽ rời đến nửa đầu năm 2021 để có thời gian chuẩn bị hoàn hảo hơn cho bộ phim. Theo đó, trong năm 2021, bên cạnh bộ phim Chuông báo tình yêu 2 Love Alarm 3, Song Kang còn tham gia diễn xuất trong bộ phim Novelera dự kiến lên sóng vào khoảng đầu năm 2021. Song Kang là một chàng trai khá nhút nhát và hay ngại ngùng. Thật khó để tin rằng nam diễn viên Song Kang đã bước sang tuổi 26, bởi anh ấy luôn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và đáng yêu như một chú cún con hiền lành. Giống với vẻ ngoài của mình, Song Kang cũng là một chàng trai có tính cách nhút nhát và rất dễ ngại. Thậm chí khuôn mặt của nam diễn viên có thể đột nhiên đỏ lên mỗi khi mọi người tập trung vào anh ấy. Song Kang từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Tôi rất ngại, mà tôi đỏ bừng khi mọi người nhìn thấy tôi." Mẫu bạn gái của Song Kang sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng lượng fan hâm mộ đông đảo, chuyện hẹn hò của Song Kang cũng là điều được khán giả vô cùng quan tâm. Tuy nhiên, tính cách nhút nhát cũng đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến việc thể hiện tình cảm và cảm xúc của nam diễn viên sinh năm 1994. Chia sẻ về mẫu người lý tưởng, Song Kang cho biết anh không nhìn vào vóc dáng của một người mà ưu tiên tính cách hơn. Anh ấy cũng công khai thừa nhận rằng mình rất dễ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đôi khi lại ngại thừa nhận điều đó. "Thay vì vẻ ngoài của họ, tôi nhìn thấy nét quyến rũ riêng của họ. Nhưng tôi thích những người có hình thức ấm áp hoặc sức hút riêng", Song Kang tiết lộ. Với xuất thân ban đầu là một người mẫu, điểm thu hút lớn nhất của Song Kang chính là chiều cao lý tưởng 1m84 cùng đôi chân dài miên man. Ngoài ra, bờ vai Thái Bình Dương cũng là điều giúp Song Kang chiếm trọn trái tim các fan nữ. Sở hữu thế mạnh ngoại hình cùng phong cách thời trang tinh tế đẹp mắt, Song Kang thực sự chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng rất nhiều fan girl. Đặc biệt, anh chàng còn sở hữu visual vô cùng hoàn hảo với đường nét khuôn mặt góc cạnh và sóng mũi cao thẳng tắp. Dù vào vai nam thần học đường như trong Love Alarm hay thanh niên đi săn quái vật, mặt mũi lấm lem trong Sweet Home, Song Kang cũng đều gây thương nhớ với người hâm mộ.